sáng tạo sinh mệnh, khoa học không bao giờ làm được. Khoa học đang ngày một phát triển vượt bậc, chúng ta dường như đang thừa nhận những điều khoa học phát minh và chứng minh như một chân lý. Tuy nhiên, khoa học được tạo ra chỉ để phục vụ cho con người và bản thân nó không phải là toàn năng. Dù phát triển như thế nào đi nữa, thì vẫn có một điều mà khoa học không bao giờ làm được, đó là sáng tạo sinh mệnh. Sinh mệnh là một trong những bí mật lớn nhất trong tự nhiên. Nếu bạn hỏi sinh mệnh là gì, mấy ai có thể trả lời cho bạn? Trong vườn có một viên đá nhỏ, ta đem nó chôn xuống đất. Đợi mấy ngày, nó cũng vẫn là một viên đá, không có động tĩnh gì. Lại đem một hạt đậu nhỏ đem trồng xuống đất. Vài ngày sau, hạt đậu nhỏ bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, ra hoa kết trái và để lại giống cho đời sau. Ai có thể hiểu được điều này? Sau khi bạn lấy một hạt lúa mạch quan sát, bạn sẽ kinh ngạc. Một hạt lúa nhỏ bé trồng dưới đất, nó sẽ nảy mầm phát triển, hình thành rễ và đồng thời thân cây cứ thế phát triển lên, rễ mọc xuống. Một hạt lúa mạch làm sao biết được là thân cây hướng lên, có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và hấp thụ khí carbon, còn rễ thì hướng xuống, có thể hấp thụ dinh dưỡng và nước. Làm thế nào để nó biết rằng thân cây được chia thành đoạn và còn có thể tăng cường sức đề kháng? Một hạt lúa mì không có suy nghĩ, không có ý chí, không có bàn tay và bàn chân. Nó lại có thể có hoạt động tuyệt vời như vậy. Là ai an bài tất cả những điều này? Loài người khi ngước nhìn lên bầu trời bao la với rất nhiều ngôi sao sẽ thấy rất cảm động, không thể nghĩ bàn. Bây giờ nếu như chúng ta dùng kính hiển vi để xem một giọt nước, chúng ta sẽ thấy được vô số những vi sinh vật trong đó. Nhất định sẽ phải ngạc nhiên mà nói rằng sinh mệnh trong vũ trụ này thật khó lý giải. Khoa học không thể tạo ra sinh mệnh. Con người đã tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu, ví như những chiếc máy bay bay trên không, những chiếc xe đạp chạy trên mặt đất, những chiếc tàu ngầm dưới đáy biển, những vệ tinh trong vũ trụ không phải phát triển vượt bậc sao. Có thể thấy, con người càng ngày càng thông minh, vậy tương lai còn điều gì chúng ta không thể làm được? Từ đó xuất hiện những câu nói tự cao rằng, khoa học là vạn năng, nhân định thắng thiên, vân vân. Nhưng thử hỏi rằng, khoa học có thể tạo ra sinh mệnh không? Có thể biết được sinh mệnh từ đâu đến không? Những gì mà con người tạo ra đều là không có mang sinh mệnh. Con người có thể tạo ra máy bay nhưng không thể tạo ra một con bướm. Con người có thể tạo ra một chiếc xe hơi nhưng không thể tạo ra được một con kiến. Con người có thể tạo ra tàu ngầm, nhưng không thể tạo ra được một con tôm. Con người tuy có thể tạo ra được trứng gà, hình dáng màu sắc, hương vị thành phần đều giống với quả trứng thật, nhưng không thể ấp quả trứng đó thành những chú gà con được. Con người có thể tạo ra một loại hạt giống, nhưng khi đem trồng xuống đất thì chúng không thể hấp thụ chất dinh dưỡng trong đất, chúng không thể phát triển. Ngược lại, còn bị đất hấp thụ lại. Khoa học không những không thể tạo ra sinh mệnh mà còn không thể thay đổi được sinh mệnh. Không thể biến chó thành mèo, lại càng không thể biến mèo thành gà được. Phát minh khoa học mới nhất của con người là thụ tinh nhân tạo, biến đổi gen, nhưng cũng chỉ truyền tải tác động đến sự sống, chứ nó không tạo ra sự sống. Khoa học cho đến bây giờ không chỉ không thể tạo ra một tế bào, ngay cả nguyên liệu của tế bào, một phân tử protein, nhân loại vẫn không thể làm được. Xác suất không thể tạo ra sinh mệnh. Trong cuốn sách Vận mệnh của nhân loại, tiến sĩ Dunn có nói, ở trên lập trường khoa học mà chứng minh chỉ dựa vào thời cơ thì không thể giải quyết được vấn đề phát sinh trong cuộc sống.
nguyên tử bất luận hoạt động thế nào, kết hợp tự do ra sao, dựa vào quy luật của xác suất. Tuy rằng có rất nhiều chất trong vũ trụ, tuy rằng tuổi thọ của trái đất rất lâu, nhưng cũng không đủ cơ hội để tạo thành protein. Protein chỉ là vật liệu cấu thành tế bào sinh vật mà thôi. Chúng ta đã không cách nào tổ hợp thành. Vậy sinh vật làm sao có thể ngẫu nhiên trùng hợp mà tự tạo thành? Protein cũng như tất cả những vật chất của vũ trụ này đều cần một sức mạnh siêu nhiên can thiệp tác động vào mới có thể sản sinh ra sinh mệnh. Điều kỳ diệu của tạo hóa. Tạo hóa đã tạo ra những sinh vật hình dạng không giống nhau, thiết kế những chiếc lá khác nhau, tô lên mỗi đóa hoa màu sắc không đồng dạng. Tạo hóa đã dạy cho mỗi chú chim hót một bài mà chúng thích, dạy côn trùng hàng ngàn loại âm thanh cùng nhau hợp xướng tạo thành một nhạc khúc. Tạo hóa đã mang lại nhiều hương vị khác nhau cho trái cây và hương thơm khác nhau được trao cho hoa cỏ. Tạo hóa biến nước và axit carbonic thành đường và gỗ, và khi làm như vậy, oxy được giải phóng và động vật có thể dựa vào chúng để tồn tại. Mỗi sinh vật đều có yếu tố di truyền riêng của nó, mỗi nhân tố được tạo thành từ hàng triệu nguyên tử. Phải dùng siêu kính hiển vi thì mới có thể thấy được, điều đó càng cho thấy sự kỳ diệu của tạo hóa. Con người cũng như tất cả những giống loài trên trái đất này đều thừa hưởng đặc điểm di truyền từ tổ tiên qua hàng triệu năm. Vậy ai đã sáng tạo ra sinh mệnh? Kinh Thánh viết rằng Chúa tạo ra vạn vật, tất cả mọi thứ. Bản thân thế giới này chưa từng sinh ra một vật có sự sống. Tất cả đều có sẵn trên thế giới này rồi. Hơn nữa đều là do tổ tiên của chúng truyền lại. Dù là một con cá nhỏ cũng có cha mẹ, hay một con virus cũng phải được tạo thành từ những con virus khác. Một bụi cỏ cũng là đã có mặt từ rất lâu trên thế giới này. Như vậy, mọi sinh mệnh đều không phải ngày nay mới được tạo thành, và ai đã tạo ra sinh mệnh? Hãy cùng xem, nếu tốc độ quay của trái đất không phải là 1.000 dặm một giờ mà là 100 dặm trên giờ, thì ngày và đêm của chúng ta sẽ kéo dài gấp 10 lần. Khi đó, mặt trời chiếu sáng liên tục 10 ngày có thể khiến sinh vật trên trái đất tử vong. Còn nếu không có ánh sáng mặt trời trong 10 ngày thì tất cả sinh vật cũng bị nguy hại. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là 93 triệu dặm thì mới có thể chiếu sáng với nhiệt độ thích hợp cho sự sống trên trái đất. Vòng quay của trái đất quanh mặt trời phải nghiêng 23,4 độ thì trái đất mới có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Nếu khoảng cách của mặt trăng với trái đất không phải là 230.000 dặm thì toàn bộ nước biển được hấp thụ bởi lực hút của mặt trăng sẽ lấn át trái đất. Ngay cả những ngọn núi cao cũng sẽ bị cuốn trôi. Nếu lớp vỏ trái đất dày thêm 10 mét thì oxy trong không khí đều sẽ bị sử dụng làm vỏ trái đất và sẽ không có oxy cho các sinh vật tồn tại. Nếu đại dương sâu hơn 9 mét, carbon và oxy trong không khí được biển hấp thụ toàn bộ, khi đó động thực vật cũng không thể tồn tại. Hoặc lớp không khí chỉ mỏng hơn so với mức hiện tại thì hàng triệu thiên thể rơi vào trái đất bị phá hủy mỗi ngày sẽ không bị đốt cháy và biến mất trong không khí. Thay vào đó, chúng sẽ tấn công mọi thành phố trên thế giới và gây tai họa khắp nơi. Mặt trời, trái đất, mặt trăng đều có sự liên hệ mật thiết với sự tồn tại sinh vật. Nhiệt độ mặt trời không được quá thấp hoặc quá cao. Khoảng cách giữa trời, đất, mặt trăng, trái đất không được quá gần hoặc quá xa. Trái đất không được quay quá nhanh hoặc quá chậm. Những yêu cầu phức tạp này đều có tiêu chuẩn vừa vặn mới có thể đảm bảo cho sự tồn tại của sinh vật. Vậy mà mọi thứ đều được sắp đặt một cách tỉ mỉ và vừa vặn. Tất nhiên nó không phải sự ngẫu nhiên, cũng không phải sản phẩm của khoa học nhân loại. Chúng được tạo ra từ trí huệ siêu việt của thần. Thần đã tạo ra sinh mệnh cũng nhất định đã tạo ra môi trường để nuôi dưỡng sinh mệnh.
tất cả những sinh vật sống trên trái đất đều cần nhiều điều kiện sống để phát triển tốt. Có lẽ trong khi loài người hiện đại vẫn đang tranh cãi, quả trứng và con gà cái nào có trước, thực phẩm biến đổi gen có tốt không, hay thần có thực sự tồn tại, thì nhà khoa học lỗi lạc Newton từng cảm thán rằng thần mới chính là chủ nhân thực sự sáng tạo nên hệ mặt trời vô cùng tinh xảo này.